Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Reviews. Và trên tay mình hiện tại đang là sản phẩm iPhone X, một cái sản phẩm đã ra mắt ở trên thị trường từ cuối năm 2017 và tính đến bây giờ thì đã hơn một năm rồi. Và theo mình nghĩ thì nhu cầu sử dụng iPhone cũ ở trên thị trường bây giờ thì nó vẫn không ngừng nghỉ mà ngày một tăng dần. Chính vì vậy, với một cái sản phẩm đã ra mắt được hơn một năm thì đây cũng là cái cơ hội mà chúng ta cũng có thể mua được cái sản phẩm iPhone X đã qua sử dụng với mức giá khá là tốt. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test iPhone X khi mà các bạn mua những sản phẩm đã qua sử dụng nhé. Vâng, và để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách test về ngoại hình cũng như là về phía màn hình của chiếc iPhone X. Và mình đã chuẩn bị sẵn hai chiếc iPhone X ở đây, các bạn có thể thấy. Và bây giờ thì mình sẽ mở khóa cả hai chiếc máy này lên, các bạn đợi một chút. Và bây giờ thì mình sẽ bật max độ sáng của hai chiếc máy này lên, và các bạn có thể thấy là hai chiếc máy này nó có một cái màu sắc vô cùng khác biệt. Đó là bởi cái chiếc iPhone ở bên tay phải của mình thì nó đã được thay màn hình với một cái màn hình kém chất lượng. Còn ở cái bên tay trái của mình là một cái sản phẩm của di động thông minh, là một cái sản phẩm iPhone X cũ đã qua sử dụng, nhưng nó vẫn giữ được cái sự nguyên bản từ hình thức bên ngoài cho đến phần bên trong, nhất là ở cái phần màn hình. Còn ở bên tay phải là một chiếc iPhone X đã được thay màn hình, và các bạn có thể thấy một cái sự khác nhau cơ bản về cái màu sắc giữa hai chiếc máy này. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa để cho các bạn có thể dễ dàng so sánh khi đi mua những cái sản phẩm iPhone X cũ, ở đây thì nếu như mà mình đặt hai chiếc máy này cạnh nhau thì các bạn có thể so sánh được cái phần gioăng của một chiếc máy zin với một cái phần gioăng của một chiếc máy đã thay màn hình. Thì cái chiếc máy mà đã thay màn hình ấy thì nó sẽ có một cái phần gioăng nó sẽ dày hơn và nó sẽ nổi cộm lên trên cái phần vỏ này hơn là cái một chiếc máy zin. Chiếc máy zin thì khi mà các bạn vuốt từ cái phần vỏ này sang cái phần màn hình thì chúng ta sẽ không cảm giác được cái phần gioăng cao su nó cấn lên, nhưng khi mà mình vuốt ở trên một chiếc máy thay màn thì cái phần gioăng này nó đã cấn lên và nó cảm giác là gờ ở tay đó. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu nhận biết để các bạn có thể cẩn thận khi mà chúng ta mua những sản phẩm iPhone X đã qua sử dụng. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách test về cái phần vỏ khung thép ở trên chiếc iPhone X này. Muốn test cái phần vỏ khung xem là nó có còn zin hay không thì các bạn hãy vào phần thông tin của sản phẩm iPhone, thì ở đây nó sẽ có cái phần model, tức là cái kiểu máy, đời máy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta có cái mã là A1865. Thì bây giờ các bạn chỉ cần mở cái phần SIM của máy này lên, chúng ta sẽ tháo SIM ra. Khi các bạn tháo SIM ra như này thì các bạn cũng có thể check được, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ ở bên trong khe SIM, nó có sẽ có một cái số là A1865. Thì như vậy cái phần khung thép ở trên chiếc iPhone X này vẫn còn zin, thì các bạn có thể mua được cái chiếc máy cũ như vậy. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể check được cái IMA ở trên cái phần khay đựng SIM như thế này, thì chúng ta cũng có thể chứng minh được cái khay SIM này là còn nguyên bản, nguyên đi theo máy. Và tiếp theo đó thì quay trở lại về phía phần mặt lưng, thì cái mặt lưng của chiếc iPhone X này là một mặt lưng làm bằng kính. Chính vì vậy nếu như mà trong quá trình sử dụng, những cái người sử dụng trước mà họ làm vỡ cái kính này đi thì chúng ta muốn đẹp, muốn trở lại nguyên bản thì chúng ta lại phải thay. Thì mình cũng hướng dẫn các bạn là các bạn hãy sử dụng một cụm đèn flash, sau đó thì các bạn hãy chiếu thẳng vào cái mặt kính này. Nếu như mà các bạn soi thấy ở cái phần dưới lớp kính mà nó có những cái vết xước mà nó quá sâu hay là những cái vết xước răm thì chứng tỏ là cái màn kính, cái mặt lưng kính này của các bạn đã bị thay rồi, và các bạn cũng phải lựa chọn một cái chiếc máy khác để có thể sử dụng được nó an tâm hơn. Vâng, và tiếp theo đi sâu thêm về bên phía trong máy thì các bạn một cái cách test màn hình cũng vẫn giống với cả những đời iPhone cũ, thì các bạn hãy chọn một cái phần màu trắng. Đây, mình sẽ mở phần nốt này lên thì nó sẽ xuất hiện những cái khoảng trắng ở trên màn hình ngay. Thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những cái điểm chết này, những cái đốm sáng phản quang nó sẽ xuất hiện lấp lánh ở trên màn hình như này. Và với một chiếc màn hình iPhone X đang ở trên tay mình thì hoàn toàn nó không xuất hiện những cái đốm sáng phản quang như vậy. Thì các bạn hoàn toàn có thể an tâm, màn hình này nó vẫn chưa bị thay hoặc là chất lượng của nó vẫn còn tốt. Tiếp theo đó thì chúng ta có thể test được những cái phần cảm ứng của chiếc máy này bằng cách là các bạn hãy giữ một cái ứng dụng. Đó, hãy giữ một cái ứng dụng này rồi chúng ta hãy di khắp màn. Nếu như mà ứng dụng này nó bị khựng lại ở một số nào đó, ở một số phần khu vực màn hình nào đó, thì chứng tỏ là màn hình của bạn nó có vấn đề về vấn đề cảm ứng. Và chúng ta cũng sẽ bảo nhân viên là đổi cho anh một chiếc máy khác để anh test tiếp. Còn lại thì về những cái thông số phần cứng thì chúng ta vào camera. Nếu như mà camera không quá mờ và
vẫn sắc nét, vẫn đảm bảo được những cái tính năng chụp bình thường, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc máy này để có thể chụp ảnh một cách rất là tốt. Thêm vào đó là iCloud, thì khi mà các bạn mua những cái sản phẩm cũ thì các bạn cũng nên thoát hết tất cả, reset lại từ đầu, xóa hết tất cả những cái dữ liệu ở trong tài khoản iCloud cũ đi bằng cách là chúng ta ép vào phần General xuống cái phần reset ở dưới này, và các bạn ấn xóa hết tất cả những cái nội dung cũng như là cài đặt ở trên chiếc máy này, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lại bình thường một cách như là máy mới thôi. Và quan trọng nhất thì các bạn cũng nên quan tâm đến một cái yếu tố không thể bỏ qua khi đi mua những cái dòng máy cũ, đó chính là về dung lượng pin. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những cái phần mềm ví dụ như là Battery Life để các bạn có thể check được cái phần pin nó đã bị chai nhiều hay chưa, hoặc là các bạn có thể cắm trực tiếp vào máy tính, sau đó dùng một số những cái phần mềm khác để chúng ta có thể check được số lần sạc cũng như là mức độ chai pin, thì các bạn có thể an tâm hơn được về viêm pin. Còn nếu như mà viêm pin của bạn chẳng may mà khi các bạn đã mua những sản phẩm iPhone cũ mà nó đã bị chai pin rồi, thì các bạn có thể đến một trong những cái showroom bảo hành của di động thông minh cũng có một cái dịch vụ, đó chính là dịch vụ thay pin cho iPhone từ 5S, 5SE cho đến iPhone 8 Plus với từng mức giá cho mỗi loại iPhone là khác nhau. Tiếp theo đó thì ở trên cái dòng sản phẩm iPhone X này thì như các bạn đã biết, nó được tích hợp một cái tính năng rất là hiện đại, đó chính là Face ID. Face ID ở đây thì các bạn cũng nên lưu ý là chúng ta khi đi mua máy thì các bạn cũng phải check kỹ càng xem là máy còn có khả năng nhận diện Face ID hay không. Nếu như máy không còn nhận diện được Face ID thì chứng tỏ là nó đã mất đi rất là nhiều giá trị của cái chiếc iPhone X này rồi. Nó chả khác gì so với cả một chiếc iPhone 8 Plus hay là iPhone 8 cả. Chính vì vậy mà đây là một cái phần rất là quan trọng. Và mình cũng nhận được khá là nhiều những câu hỏi từ các bạn là bây giờ em thấy iPhone X mà chết Face ID thì giá nó rất là rẻ, thì theo anh có nên mua iPhone X chết Face ID hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Hoàn toàn là các bạn nên tham khảo, bởi vì lý do là đơn giản là như này. Với những cái sản phẩm iPhone X đã chết Face ID thì các bạn nên lưu ý là họ sẽ phải đưa đi, nếu như mà còn bảo hành của Apple thì sẽ phải mang đi kiện Apple để có thể đổi được một chiếc máy mới về sử dụng. Còn nếu như mà nó đã trôi hết bảo hành của Apple rồi thì chắc chắn chúng ta khi mà hỏng Face ID chúng ta sẽ nghĩ đến việc là sửa nó trước. Và trong cái quá trình mà bạn mang ra những cái bên sửa chữa không uy tín ý, thì có rất có thể là chúng ta sẽ bị đánh cháo ở những cái phần ví dụ như là màn hình hay là viêm pin hay là tất cả những cái mà linh kiện có thể thay thế được, thì họ sẽ đánh cắp những cái linh kiện như vậy của bạn, thì dẫn đến là chiếc máy của chúng ta sẽ không còn zin nguyên bản nữa. Chính vì vậy mà những cái chiếc iPhone X đã chết Face ID thì mình nghĩ là trên thị trường chủ yếu là không đảm bảo chất lượng, và mình khuyên là các bạn không nên mua những cái chiếc máy đã chết Face ID. Vâng, và vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn một cái bài test rất là chi tiết về phần màn hình của chiếc iPhone X này cũng như là Face ID, xem là các bạn có nên mua những chiếc iPhone X đã chết Face ID hay không. Và nếu như mà các bạn muốn tham khảo những cái dòng iPhone X đã qua sử dụng mà vẫn còn đảm bảo chất lượng từ main bên trong cho đến ngoại hình bên ngoài hay là cả Face ID, thì các bạn hãy tham khảo tại website của Di Động Thông Minh đang bán những cái chiếc iPhone X 64GB đã qua sử dụng với mức giá chỉ từ 15.990.000. Và thêm vào đó thì chúng ta còn có một chiếc iPhone X phiên bản CPO là cái phiên bản tân trang cũng với dung lượng bộ nhớ là 64GB đang có mức giá rất là hot, chỉ 18.990.000 cho một cái sản phẩm mà dùng rất là vừa tay, vẫn đảm bảo được những cái nhu cầu về xu hướng cũng như là hiệu năng. Còn bây giờ video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.